Thế nào? Đấy, chị nghe em nói không ạ? À? À, chị nghe em. Dạ vâng, chứ chị cho Đạt vào học giúp em nhá. À, vâng. Đạt. Học này con. Thầy vào rồi nè. Vào học con. Nghe không? Nhanh thầy đợi. Thầy đợi xong thầy phải. Bước ra lấy ghế ngồi học kìa. Hello teacher. Okay, hello, nghe rõ thầy nói chứ? Okay, rồi. How are you? How are you? Nói to lên thì nghe nào. I'm 8 years old. How are you? I thank you. Okay, good. Nói to lên. Hả? Nói to lên nha. Đó chưa? Trả lời thầy nói to lên thầy mới nghe. I'm fine, you. Okay, good. Rồi nhớ là nói to lên từ giờ nha, được chưa? Yes. Yes. Okay. Okay, now. Buổi trước thì chúng ta đang học về liên quan đến unit 0 đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Rồi nhìn thấy màn hình thầy share chưa? Can you share screen share? Nhìn thấy màn hình thầy share chưa nào? Can you see my screen share? Yes. Okay. Rồi now task 6. They're great. Okay. Great. Okay. Right. Now hãy nhìn vào ví dụ này. Look at number 1. Ở number 1 thầy có a bag đúng không? Thầy biết sang đây thành gì? Hỏi em đã uống sữa chưa? Thầy biết sang đây thành gì đây nhỉ? Sữa đó là sữa ai? Thầy biết sang đây nó thành cái gì đây nhỉ? Nói đây cho mẹ nè. Nào thầy đang hỏi là thầy viết sang đây nó là cái gì nhỉ? What is it? Cake. Cake. Thầy đang hỏi là ở bên này thầy viết nó là cái gì đây? Three bags. Okay, three bags, đúng chưa? Nào, thế bây giờ trên này thầy cho là gì? A bag. Viết sang đây là three bags. Okay. Vậy thì bây giờ anh viết cũng như vậy lần lượt theo các cái câu này from number 2 to number 10, okay? Understand. Understands? Yes. Okay, now let's do it. Nhớ nào, thầy nói lại khi nào thầy bảo let's do it thì mới làm, nghe chưa? Nghe theo hiệu lệnh của thầy nhá. Khi nào thầy bảo làm gì thì làm, ok? Nào làm bài đi nào. Đọc kỹ nhá. Để kỹ xem nó là số nhiều hay là số ít cho thầy nhá. Đúng máy rồi đó. Dẹp hết đúng, giờ nãy giờ rồi.
Tại sao anh nói không đặt tay luôn rồi mà con không thầy. Alright, number two, a cake chuyển sang thành gì nhỉ? Nào, ngồi nghiêm túc nào. A cake, thầy cho là a cake, viết lại thành gì? Four cakes. Rồi, four cakes. Tiếp nào. A boy. Egg rolls. Nào, đọc lại nào. Egg boys. Six boys, đúng không? Thêm gì nhỉ? Yes. Rồi. A frog. Ten frogs. Ở đây con thiếu gì? Yes. Rồi. An apple, chuyển thành gì? Ngồi thẳng lên nào. An apple viết lại thành gì đây? Nào nào nào, trả lời thầy đã nào. An apple chuyển thành gì? Thiếu gì? Yes. Rồi. A girl thành? A girls. A girl thành gì? A girls. Nhìn lại. Seven girls. Thêm gì nhỉ? Yes. Rồi. A bee. 20 bees. Rồi. A window. Nine windows. Rồi. A bowl. Five bowls. Rồi. An eye. Two eyes. Rồi. Two eyes. Đúng chưa? Nhớ là thêm gì nhỉ? S. Tại vì sao? Ngại nhỉ, có số nhiều. Đúng rồi, số nhiều, được chưa? Từ 2 trở lên đã là số nhiều rồi, nhớ chưa? Động từ lúc này phải thêm danh từ lúc này phải thêm as hoặc là es cho thầy, nhớ chưa? Nào. Đây sẽ là bài tập về nhà, bài tập về nhà thì lát nữa thầy sẽ gửi cho mẹ và nhớ viết lại để làm, nhớ chưa? Understand? Understand? Có hiểu không? Có hiểu không? Nói to rõ ràng. Yes. Ok. Nào, nay chúng ta sẽ chuyển sang bài mới nào. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ vào unit 1. An và plurals. Được chưa? Chúng ta sẽ học về mạo từ an và plurals là danh từ số nhiều, được chưa? Danh từ số nhiều, ok? Plural. Được chưa? Plural. Plural. Số nhiều, được chưa? Rồi, vậy thì an hay là plurals nó là cái gì? Chúng ta cùng xem nhá. Ở đây, an là chỉ mạo từ chỉ số ít là mấy nhỉ? Mấy đây? An là mạo từ chỉ số lượng là bao nhiêu nhỉ? Số lượng là bao nhiêu đây? Một. Đúng rồi. An là mạo từ chỉ số lượng là một. Được chưa nào? Vậy khi nào dùng ơ, khi nào dùng ân nhỉ? Khi nào dùng ơ, khi nào dùng ân nhỉ? Buổi trước thì nói rồi nhỉ? Rõ ràng ra. Dùng ơ, dùng ân khi nào? Nào, ân trước xem nào. Rõ ràng là to rõ ràng.
Dùng ân khi nào? O. O. Cùng ân có chữ U. U. O. O. I. E. Và gì nữa? A. Rồi, A. Người ta gọi đó là các gì nhỉ? Các nguyên âm. Được chưa? Người ta gọi đó là các nguyên âm. Vậy thì khi nào sử dụng ân? Khi nào dùng ơ? Ơ thì dùng như nào hả con? Có những chữ số khác nhau. Ơ là những từ còn lại không bắt đầu bằng nguyên âm, được chưa? Rồi, còn plurals là danh từ số nhiều. Ví dụ như chúng ta có 7 books là gì nhỉ? 7 cuốn sách. Rồi, for orange. For orange. For orange. Là gì nhỉ? 4 cái can. Rồi, 2 ice creams. Hai cái kem. Rồi, 3 toys. 3 đồ chơi. Rồi, 3 cái đồ chơi, được chưa? Đó, vậy thì ơ ân là mạo từ chỉ số ít và mang số lượng là 1. Còn plurals là danh từ số nhiều, có từ mấy trở lên? Từ mấy trở lên gọi là nhiều nhỉ? Từ 2 trở lên. Rồi, từ 2 trở lên gọi là nhiều, được chưa? Nào, bây giờ con nghe nhá. Ok. Page 8. Nghe được không nào? Presentation. Con có nghe được âm thanh người ta nói không? Ok, nghe lại nhá. Page 8. Presentation. A baby. Two babies. A box. Five boxes. A glass. Two glasses. A tomato. Three tomatoes. Rồi, con nghe được chưa? Can you hear? Okay, now repeat, đọc lại cho thầy nào. A baby, two babies, box, five box, a glass, two glass. Đọc lại nào. A box. Box. Five boxes. Tiếp nào. Two glasses. A tomato. Three tomatoes. Rồi. Nhớ là âm cuối của thầy nhá. Ok. Nhớ chưa? Nào. Ở đây chúng ta có danh từ số ít, chúng ta gọi là singular. Được chưa? Singular là danh từ số ít, được chưa? Còn plural là danh từ số nhiều. Và nó sẽ đi với đuôi es. Được chưa? Rồi thì một vài đuôi. Một vài đuôi là danh từ số nhiều, nhưng nó kết thúc bằng chữ y dài. Chúng ta sẽ chuyển nó thành y ngắn và thêm es, được chưa? Hay là một vài những danh từ đặc biệt thì là thêm s, được chưa? Nghe nhá, được chưa nào? Now listen. Page 8. Singular, plural. A bus. Two buses. A glass. Three glasses. A brush. Four brushes. Nào, thế đã hình dung ra được cách người ta đọc chưa? Ngồi thẳng lên. Nào, danh từ số ít của thầy singular, thầy đọc là gì nhỉ? Con bus. A bus. Ngồi thẳng lên nào. Bus, not bus, bus. Yes.
Thế bên này thầy đọc thành gì nhỉ? Plural thầy đọc thành gì? Brush. Plurals. Plurals thầy đọc là gì nhỉ? Brush. Đọc lại nha thầy nghe hai từ này nào. Two buses. Two buses. Được chưa? Nào nghe lại nhá, nghe lại từ đầu này xem cách người ta đọc giữa danh từ số ít và danh từ số nhiều để biết cách đọc nhá. Ngồi thẳng lên nào. Nào, tập trung. Page 8. Singular, plural. A bus. Two buses. A glass. Three glasses. A brush. Four brushes. A watch. Five watches. A box. Six boxes. A tomato. Seven tomatoes. A baby. Two babies. A cherry. Four cherries. A boy. 10 boys. A toy. 7 toys. Nào, nghe thấy chưa? Yeah. Đã phân biệt được cách đọc giữa danh từ số ít và danh từ số nhiều chưa? Yeah. Ok, đọc lại cho thầy nghe một lượt nào, đọc ở theo hàng ngang nhá. Lần lượt này, nghe thầy đọc trước này. A bus, two buses. A glass, three glasses. Đọc như thế nhớ chưa? Bắt đầu nào, bắt đầu từ a brush đi cho thầy nào. A brush, two brushes. A glass, three glasses. A brush, four brushes. A watch, five watches. 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 A box, six boxes. A tomato, seven tomatoes. Tiếp nào. A baby, two babies, a cherry, four cherries. Nào, đọc cho nó có hồn hẳn hoi nào. Tiếp nào. A boy, ten boys, seven. Đọc lại. A choice, seven, choice. A boy. A boy. 10 boys. 10 boys. A toy. Toys. 7 toys. 7 toys. Ngồi cho nó nghiêm túc lên. Buồn ngủ quá hả? Có buồn ngủ không? Thế có ngồi nghiêm túc được như lên không? Có ngồi nghiêm túc lên được như thầy không? Học nghiêm túc được không? Có hay không? Mồm đâu? Nói to rõ ràng. Nhanh. Con có học được nghiêm túc không? Hả? À, có học được nghiêm túc không thì trả lời thầy. Nói to lên chưa nghe rõ. Dạ, có. Có thì ngồi cho nghiêm túc lên nhá. Tiếp nào. Đây là Grammar Corner. Một vài những cái
thông tin về ngữ pháp được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng mạo từ er ở đằng trước những từ mà bắt đầu bằng consonant là phụ âm, còn sử dụng un với những từ begin with a vowel là bắt đầu bằng nguyên âm. Nhiều bài học. Và để làm nên những cái danh từ số nhiều, đa số nha, đa số chứ không phải tất cả, được chưa? Đa số thì chúng ta sẽ thêm s vào phía cuối của từ đấy, được chưa? Quy tắc này nhớ chưa? Ghi vào vở. Đầu tiên là ơ đứng trước, mạo từ ơ đứng trước danh từ, đứng trước từ bắt đầu bằng phụ âm, còn ân đứng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Và các danh từ số nhiều hầu hết chúng ta sẽ thêm s vào cuối cùng của từ đó, được chưa? Ghi vào vở. Cái sách vở con đâu hả? Tập trung vô màn hình học với thầy. Gì? Dạ tiếng Anh. Ủa tiếng Anh giờ đừng hỏi mẹ. Từ giờ sau nha, trước khi vào học sách vở mọi thứ chuẩn bị hết ra đấy cho thầy, nhớ chưa? Buổi thứ hai chưa quen nên thầy bỏ qua nhá, buổi sau như thế này là sẽ phạt, nhớ chưa? Cái miệng đâu nhở, có biết trả lời không nhở? Nhở. Hỏi thì phải trả lời chứ không phải gật gật nhá. Đấy, mẹ lấy vở ra chưa? Ghi vào vở nhanh ba cái quy tắc. Dùng mạo từ ơ trước, từ bắt đầu bằng phụ âm, còn mạo từ ân trước những từ bắt đầu bằng nguyên âm. Danh từ số nhiều thì thêm s vào cuối của cái từ đó. Ghi xong chưa? Cái miệng đâu? Nói to rõ ràng. Con biết xong chưa? Nhanh cái tay lên.
Ông chưa? Chưa. Nhanh lên nào. Chúng ta còn chuyển bài. Con viết đi đâu rồi? Đến quy tắc thứ ba chưa? Nhanh lên. Không có lắc đầu hay cái gì nhá. Thầy nhắc lại một lượt nữa nhá. Nhắc ba lần rồi nhá. Hỏi thì trả lời. Thầy không dạy lắc đầu nha. Ghi xong chưa? Cho con thêm 2 phút nữa để ghi nha. Xong chưa?
Nhanh lên nào, không phải câu giờ của thầy nhá. Chúng ta còn chuyển sang học phần khác. Xong chưa? Dạ chưa. Nhanh nào. Rồi. Có chép nhanh được không? Nóng quá hả? Hả? Con nóng quá hả? Con chép đến đâu rồi? Con chép số 6 rồi. À, cái này để cô chụp hình ở lọt, xin lỗi thầy. À, để mẹ chụp hình lại cho bé rồi mẹ cho bé biết sau, còn thầy cứ cho bé học đi ha, để xong rồi mẹ, để em đỡ mất thời gian của thầy và trò đợi lâu. Dạ vâng vâng. Nào chúng ta sang phần khác nào. Practice nào. Để lại lát nữa chép sau nào. Nào 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 xong chưa? Nào chúng ta thực hành nào. Practice nào. Thầy ơi mở lại. Thôi chứ con chép xong. Thôi để đi tiếp tiếp. Lát nữa chép tiếp. Thầy đi. Nào choose and write. Bây giờ con sẽ viết, chọn và viết cho thầy xem là cái nào đi với ơ, cái nào đi với ân nhá. Rõ chưa? Ừ.
ráng đi, học làm xong. Nào, cố nốt bài này nào, xong chúng ta nghỉ nào. Bây giờ con viết cho thầy này xem cái danh từ nào đi với danh từ nào đi với ân. Hiểu chưa? Rồi, làm nhanh nào. Không phải gạch, không phải gạch nào. Ghi luôn lên đây này cho thầy nào. Rồi sao lại xóa hết rồi? Con ấn vào chữ hoàn tác nào, ấn vào chữ undo cho thầy nào. À, undo. Ấn vào chữ undo nào. Để nó hiện lại. Rồi, ghi sang bên này. Nhanh lên. Mới nào không con? Ok, now. Thì chúng ta có những danh từ nào nhỉ? Đầu tiên là potential. Sau đó đến gì nhỉ? Ruler. Rồi, a ruler. Gì nữa? Đọc lại nào. Gì? Rồi, a door. Tiếp. Tiếp nào. Gì? A bone. Rồi. Window. Đúng rồi, a window. Gì nữa? Ân nào, sang ân nào, chúng ta có ân gì? Umbrella. Orange. Umbrella, đọc rõ ràng. Umbrella. Rồi, an umbrella. An umbrella. Rồi, tiếp. An elephant. An orange. Rồi, tiếp. An apple. An octopus. Octopus là con gì nhỉ? Con bạch tuộc. Đúng rồi, đừng nhầm con bạch tuộc với con mực nha, được chưa? Hiểu chưa nào? Đó. Ok. Rồi, về nhà thì nhớ học cho thầy quy tắc kia và bài tập thầy sẽ lát thầy sẽ gửi cho mẹ nhá. Nhớ chưa? Nhớ những việc cần làm là gì nhỉ? Học bài và quy tắc thầy cho. Rồi, sau đó làm gì nữa? Còn cái gì nữa nhỉ?
Còn bài tập về nhà nữa nhớ chưa? Nhớ việc cần làm chưa? Ok rồi, để cho thầy nói chuyện với mẹ nào. Mẹ nói đây. Mẹ nói đây. Nói gì? Mẹ nói chuyện. À, rồi, dạ chào. Dạ vâng, em chào chị ạ. Ok, con đi ra ngoài được rồi đấy. Đi lấy sữa uống đi con. Dạ, chào thầy. Vâng, chị ơi, chị nghe rõ em nói chứ ạ? À, chị nghe rồi, em nói đi. Dạ vâng. Thì buổi hôm trước ấy, thì em chưa gặp mặt được chị nên là cũng chưa trao đổi được với chị ấy. Thì nay mới gặp mặt trao đổi được một chút. Thì trước khi đấy thì em giới thiệu một chút. Thì hiện tại em tên là Hùng. Hiện tại em đang là giáo viên tại Pantado. Và em làm việc tại Pantado đến hiện tại là được hơn được hai gần 2 năm rồi. Còn 1 hay 2 tháng thì đến nữa là được 2 năm rồi. Đấy thì hôm nay thì cũng rất là vui khi được gặp chị cũng như là bé Đạt trong buổi học ngày thứ hai ngày hôm nay. Vâng. Thế sang buổi thứ hai rồi thầy thấy bé như thế nào ạ? Vâng, thì nói chung là cái việc học của bé làm sao? Cũng em thấy là cũng đỡ hơn so với lại những cái video mà em xem của Nhi ấy. Thì tại vì là nói thật ra là tính em thì khá là khó tính và khá là khái tính. Cho nên là những cái việc mà kiểu em nhìn không không ưa mắt một cái là em sẽ cau mày và em sẽ nói to quát luôn. Nói chung là em thấy bạn này thì cũng cũng biết sợ, cũng thầy thầy nói thì cũng cũng đấy sợ chứ. Tại vì buổi đầu thì em cũng không kiểu gọi là em phải giữ cái không khí nó thoải mái một chút ấy. Còn từ các buổi sau trở đi thì là mình mới có thể nghiêm khắc hơn được. Thì em thấy thì cũng cũng đỡ hơn một chút. Nói chung là qua cái buổi học thứ hai thì chị thấy là cái việc học của bé nó đi vào cái nền nếp hơn. Vâng, tại nó, vì là nó không có không đắm mình nữa. Nhoi. Đúng rồi, nó không có nhoi như là những cái buổi học trước. Thì cũng mong là thầy cũng sẽ đưa nó vào cái khuôn học để cho bé nó tập trung vào nó cái việc học của bé giùm chị. Dạ, vâng. Vì cái cô Nhi thì cô hiền lắm. Tại vì vâng. cô nói nhiều lúc chị cũng nói với thẳng với cô phát với bé không có cái vấn đề gì hết, chủ yếu là để cho bé nó tập trung vào cái việc học. À. Nó tiếp thu được bài tốt là chị ok. Chị còn về cái những cái vấn đề khác thì nó không quá đáng thì cũng không vấn đề gì. Thì à. Nhưng mà khi học với buổi thứ hai với thầy là mẹ thấy là bé nó có sự hợp tác và nó ngồi nó học chịu học hơn. Tại vì thì là em không... cứ nhìn thấy kiểu gọi là nó khác một chút ý. Nó không, em thấy nó không ổn một cái là em quát luôn. Thật sự là em nói rất là to, em có nói em bảo là thế bây giờ có làm được không này, rồi thì có học được không, em hỏi thẳng luôn, em bảo thẳng như thế, không học được thì nghỉ luôn đấy. Em cũng cho rất là nhiều bạn cũng kiểu như này này, cho nghỉ 1-2 buổi luôn chị ạ. Tức là dạy khoảng tầm 15-20 phút gì đấy mà các bạn ấy cứ như thế đấy, là em bảo thôi không, bây giờ không học được nữa con nghỉ luôn đi, nghỉ luôn, thế em tắt lớp luôn, xong rồi là em nói chuyện vui, em bảo đấy, em nói như thế, nhưng mà chị cứ nói chuyện phụ huynh bảo là đấy thầy cũng vừa nói cả mẹ kiểu thì là kiểu để nhờ cả phụ huynh tác động đấy. Đấy, thế là để đến buổi thứ hai, buổi thứ ba xem bạn ấy như thế nào. Còn nếu như mà hôm nào ấy mà kiểu bạn ấy nó nghịch quá thì hôm đấy thì nếu như mà kiểu em thấy ức chế quá rồi ý, thì là em sẽ tắt lớp và cái thời gian mà còn thiếu của buổi đấy thì em sẽ bù dần dần vào các buổi sau. Nhưng mà em sẽ trao đổi lại với chị. Nhưng mà cái phương pháp đấy là cái phương pháp mà hiệu quả nhất để mà rèn các bạn ấy, để các bạn ấy biết sợ. Còn nếu như bây giờ kiểu các thầy cô cũng chỉ cứ nói như này xong rồi vẫn cứ quay vào dạy tiếp là các bạn ấy vẫn cứ lơ đi thôi. Không quan tâm gì đến. Đấy, cho nên là phải sử dụng những cái biện pháp mạnh như thế. Thì nếu như mà bắt buộc mà em phải làm như thế thì chị cũng thông cảm giúp em. Vâng. Tại vì cái bé này á, cái thái độ khi mà ấy cứng nhắc với bé thì cái thái độ như học á, là bé nó hay cái cảm giác là nó cảm giác nó uể oải, nó mệt á. Vâng, là cái đó rồi. Là kiểu triệu chứng là nó đang triệu chứng là nó sắp sửa nó lười, nó làm biếng rồi đó. Không hợp tác nữa. Dạ. Đấy, thế là vừa nãy gục mặt xuống. Em bảo thế có ngồi thẳng lên được không? Là lại thấy ngồi im. Xong rồi là cứ em thật sự với chị là cứ nói linh nhí em quát mấy lần xong là chị nói là mới đỡ đấy. Xong rồi là em hỏi là có làm được không, xong rồi là cứ lắc đầu. Em bảo thầy mẹ đấy. Đang nói chuyện, xin lỗi thầy xin. Dạ. Mẹ đang nói chuyện với thầy. Con như vậy là con hư đó. Rồi em vâng. Rồi xin lỗi thầy. Vâng, không sao đâu chị. Thì em bảo là thầy, em bảo con là thầy dạy học là thầy giao tiếp chứ thầy không có dạy bằng ngôn ngữ hình thể.
Em bảo đấy, em không, thầy không dạy con lắc đầu, thầy gọi con trả lời. Là mấy lần thì cũng thấy gọi là cũng biết trả lời là có hay không rồi, nhưng mà không biết là buổi tới thì sẽ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ chắc là kiểu có một vài buổi nhắc nhở nhiều thế thì nó sẽ thành quen. Với lại cái bạn này hay hay đi trước cái lời thầy nói, ví dụ như kiểu em đang giải thích bài ấy, cứ thế là nhảy vào làm bài. Không, em quát cho em bảo xóa hết đi, bao giờ thầy bảo con làm thì con mới được làm. Thế là lại ngồi mặt buồn 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 đi, nhưng mà em mặc kệ, em mặc kệ, em bảo là khi nào thầy bảo làm thì được làm, thầy bảo Ai đấy. đó? Đấy, thế là nhìn mặt cũng buồn buồn nhưng mà cũng vẫn phải nghe. Anh nghĩ chắc Nói là chung cái sợ bé này sợ em hơn là sợ cô Nhi, em nghĩ chắc chắn là như dạ thế. đúng rồi, dạ có bữa giờ bé cũng có nói là mẹ ơi sao mẹ lại đổi cô đổi đổi giáo viên của con muốn học với cô Nhi, học với cô Nhi thì mẹ mới giải thích là tại vì mẹ muốn đổi cái thầy dạy cho con để thay đổi cái học hình học như để cho con có thể tiếp thu tốt hơn. Nghĩa là cũng không có nói về vấn đề là ấy, chỉ nói là mẹ muốn đổi một cái không gian học khác cho con để cho con xem coi con học to như thế nào. Đó, Tại vì đó. như lúc em trao đổi với cô Nhi ấy, thì đúng là buổi đầu ấy thì là em hiền, em cũng rất là thoải mái ấy. Thế là em cũng không nghe rõ được con nói gì đâu thật ý. Nhưng như em chia sẻ với chị ấy, tại vì em nói thật là em là người miền Bắc, cho nên là đôi khi nghe nghe giọng người người miền trong ấy thì là nghe nói chuyện với người lớn thì em hiểu được. Nhưng mà nói chuyện với mấy bé nhỏ nhỏ ấy thì các bạn ấy nói nó chưa được tròn vành rõ chữ, nó cứ lý nhí trong cổ họng nên là em Nói không khó được nghe rõ. lắm. Vâng, thế là em vẫn mất rất nhiều thời gian để hỏi lại xem là con nói cái gì đấy, cho nên là Dạ, nó cũng thì hơi hôm bữa thấy thầy có nhắn vô trong group thì mẹ cũng chú ý cái vấn đề đó, thì thấy mà khi mà mẹ bé nó nói chuyện á, mà không rí 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 thì mẹ cũng có nhắc là con nói to lên thì thầy mới nghe được, con nói nhỏ vâng gì thì thầy không nghe đâu. vâng tại Thì vì sợ là biết sao, tại bé nó nghe cái mic này nè, cho nên vâng là sợ là bé nó để thấp xuống dưới đây nè, thầy vâng nói thì khó nghe. Mà tại do cái mic của cái bên Batano đưa thì mẹ lại để bên nhà của bà nội, mẹ không có vâng cầm về nhà nên ngoại là nên bây là giờ mình không đang có bị phong cái tỏa. dạ đúng Em rồi cũng biết nên đâu là mình đang bị phong tỏa, cho nên nói thật là có một bạn mới, bạn ấy ở Hà Nội, bạn ấy lên nhà ngoại trên Điện Biên chơi. Thế là bạn ấy bây giờ cũng đang ở trên Điện Biên, bạn không về được, mà quà của trung tâm gửi cho bạn ấy cũng chưa nhận được. Thế là bạn ấy cũng không có tai nghe để học, cũng khổ thế cơ. Tại vì lúc đầu là mẹ cũng tính là cho bé về ngoại chơi xong rồi cho bé về lại bên nội, nhưng mà dịch quá cũng không về được, mà giờ cũng không chuyển đồ được, nó Vâng, cũng không giãn không cách là làm không được di gì chuyển hết. được luôn. Không đúng rồi, mà nghe cái mic này á, thì bé nó nói thì nó cầm cái này nè, lúc nó cứ À, cầm nó không em có tập thấy trung vô được. cứ vò ngồi vò nghịch cái đấy thôi, cứ lấy cái đấy là Dạ để nghịch đúng thôi. rồi đó, Thế cho nhưng nên mà nhiều lúc á, cũng không sao chị ạ, nói chung là khắc phục dần được. nhiều lúc cho nên là mẹ cũng muốn là giám sát cái việc học của con, cho nên là xem là giữa thầy á, hỏi hay là thầy trao đổi gì bé nó có tiếp thu và nó có trả lời được chú ý nghe thầy nói hay không, nên là đôi lúc là mẹ không cho phép bé dùng cái mic, không bắt là bé bé mở loa ngoài lát để bé bé học đó, để mẹ Vâng. cùng nghe luôn á, Vâng. để có gì mẹ hỗ trợ thầy và cô luôn. Vâng. Nhưng mà do là hôm bữa là thầy thầy xài cái mic thầy nói nhỏ, bé nó không không nghe được, thật sự là nó Không, nhỏ không hôm nghe hôm đấy được. không phải chị ạ. Mà hôm đấy là bị lỗi hệ thống đấy. Hôm đấy Vậy hả? là tất cả các thầy cô không không ai mở được cái audio ấy, cái bài nghe cho học sinh nghe luôn. À. Vâng, còn Đó. có vài hôm trước ấy là còn không có học được cơ. À, nên là bữa đó là nhỏ quá nên là mẹ muốn cho bé bé nghe tai nghe để bé nghe cho nó rõ, Vâng, nhưng bây giờ chị chứ nhiều nghe lúc được rồi đúng không? đúng rồi bây giờ thì nghe Vâng, rõ. đấy, đi thi thoảng ấy thì nó do lỗi hệ thống, em cũng không biết làm như thế nào cả. Nên là hôm bữa là bình thường á là cô Nhi dạy hay là ấy là trình chiếu là Vâng, vẫn vẫn nó nghe được to cái lắm. âm thanh video, Vâng. vẫn nghe được âm thanh Mà video, tự nhiên mà đến đến nó hôm thầy sao thầy. lại không mở được. Vâng, đấy nó lại đau lòng Dạ như thế. dạ Vâng, nhưng mà thì hôm nhưng hôm mà nay chị nghe rõ hơn rồi đúng không ạ? đúng rồi thầy, Vâng, đấy thế à, là tốt rồi ạ.
như qua cái buổi học thứ hai này thì thầy thấy cái việc bé học tiếng Anh của cái trình độ về cái việc học tiếng Anh của bé thì thầy thấy như thế nào? Nói chung là em thấy vẫn khá là kém, tại vì là bạn ấy vẫn còn nhầm giữa các cái câu hỏi khi mà được hỏi chị ạ. Tức là em hỏi bạn ấy, tại vì đầu giờ em hay hỏi là hôm nay con như thế nào, con cảm thấy thế nào, rồi hôm nay ở trên trường con học cái gì, thì em hỏi bạn ấy hôm nay thế nào, bạn ấy nói là con 8 tuổi, em cũng hơi bất ngờ. À, ý là thầy hỏi tiếng Anh, bé trả lời không sai, bé trả lời sai. Vâng, gọi là chưa quen ấy. Bé nhà chị á. Dạ. Là về cái việc trả lời tròn câu là chưa làm được. Chưa có, nhưng mà thứ hai nữa là về cái việc giao tiếp mà để giữa tiếng Anh á. Dạ. Là bé nó không được giao tiếp. Nên nó chỉ giao tiếp ở trên trường với cô. Vâng, và tức là ở trên trường về nhà. Đúng rồi, mà ở trên trường thì các cô dạy thì cũng ít giao tiếp. Vâng, các cô đó, các là... cô chủ yếu là dạy về ngữ pháp nhiều thôi, chứ các cô không có nhiều thời gian để trao đổi. Từ rồi dạy bài, làm bài tập, chủ yếu giải quyết những cái bài tập rồi này kia cho bé thôi. Nên là với lại thực tế là mẹ cũng không rành về tiếng Anh. Vâng. Nên là đôi lúc về mẹ cũng không có hỗ trợ con được cái mặt phát âm, và cũng không có giao tiếp được với con nhiều, rèn cho con về cái phần giao tiếp. Nên là con nó bị hạn chế rất nhiều. Mà thường bé này là từ nhỏ giờ cũng không được giao tiếp tiếng Anh. Đến lúc học lớp 1 bé nó mới được giao tiếp bằng tiếng Anh. Nên nó mới được học tiếng Anh. Nên là vốn từ của bé cũng ít. Vâng. Nhưng mà nếu như được học từ lớp 1 là vẫn còn sớm đấy chị ạ. Tại vì là một số trường ở ngoài miền Bắc này, thì nếu như không phải các trường gọi là trường điểm ấy, các trường gọi là trường điểm, gọi là các cái trường kiểu gọi là đấy của tỉnh hay là của huyện ấy, các cái trường gọi là trường trung tâm ấy, thì các cái trường ngoài thường thường thì đến lớp 3 mới được học tiếng Anh cơ chị ạ. Như em là đến tận lớp 3 em mới được học tiếng Anh ấy. Đấy, chị thấy có học trò ở ngoài Bắc chuyển vô là có lớp 3 mà mới chưa biết tiếng Anh gì luôn. Vâng, học mới được không học biết đấy. Gì hết. Nói chung là tiếp xúc nó muộn ấy. Cho nên là bé này như những trường hợp như bạn bè nó cùng lứa nó là đã học trung tâm đồ này kia, là học thi đã được mover luôn rồi. Vâng. Nhưng còn nó thì nó chưa biết cái gì hết. Mà vốn từ mẹ là... không có đầu tư. Vâng. Mẹ cũng không có bé cho bé tiếp xúc nhiều và tiếng Anh nữa, cho nên là cái vốn từ của bé nó cũng hạn chế. Có nghĩa là khi ở lớp cô dạy cái gì thì bé nó biết nắm được. Vâng. Nói chung là... như thầy trao đổi thì nó nắm. Vâng. Nhưng mà nó lười viết thầy ạ. Vâng. Như vừa nãy ngồi lười lâu quá, em bực quá chị ạ. Nó lười viết cho nên là khi mà kiểm tra cái phần viết từ á, là lúc nào cũng bị sai chính tả. Vâng. Ráp chữ vô cũng sai. Vâng. Đó. Nói chung là... đó. Vâng. Nói chung là về cái phần từ mới này thì em cũng trao đổi với chị một chút như này nhé. Thì cái phương pháp mà em vẫn hay áp dụng cho các cái bạn mà học chưa biết nhiều về ngữ pháp ấy, thì em vẫn sẽ cho các bạn ấy các cái từ mới, và các cái từ mới đấy thì các bạn ấy sẽ phải học thuộc, và với mỗi một từ mới thì các bạn ấy sẽ phải viết lại giúp em là 5 dòng. Mỗi một dòng đấy thì có thể là viết từ 2 đến 3 từ, nó tức là tùy theo độ dài ngắn của cái từ đấy. Tối thiểu là nó phải là 2 từ trên một dòng. Đấy, thì mỗi một từ đấy là chép lại 5 lần như vậy, thì để cho thứ nhất là cái cách đơn giản nhất để các bạn ấy ghi nhớ được từ và học thuộc được cái cách mà để các bạn ấy lắp ghép chữ vào với nhau ấy. Đấy là cái cách đơn giản nhất. Thì chị cũng nhắc con giúp em nhé. Thì em cũng chưa trao đổi với con về cái vấn đề đấy, thì chị cũng cứ nhắc con là làm như thế giúp em. À, ví dụ như có những cái phần như là viết từ hoặc là bài tập gì đó, thì thầy có trao đổi, có giao bài về cho mẹ để mẹ cho bé viết hay không? Hay à, là có chị, em sẽ gửi lên trên nhóm Zalo chị nhé. Và tất cả những cái bài tập của con ấy thì chị đều gửi lên hết trên nhóm Zalo giúp em nhé. Đấy, thì ở trên đây có cả các cái cô làm quản lý chất lượng ấy, thì các cái cô sẽ giám sát, các cô sẽ giám sát về cái vấn đề này, thì các cô ấy sẽ hỗ trợ cho mình chị nhé. Và các cô cũng sẽ kiểm tra được xem là cái tiến độ của thầy dạy như thế nào, cũng như là cái cách mà thầy gọi là tiếp xúc với phụ huynh nó như thế nào ấy. Vâng đấy, thì là tất cả là em sẽ gửi hết toàn bộ trên nhóm Zalo. Cái bé này á, ví dụ như tại vì học với cô Nhi cũng có viết bài, cô Nhi cũng có cho chép từ giống như thầy nói. Nhưng mà cái anh này á, có nghĩa là khi mà mẹ kêu viết á, là viết giống như là viết cho xong. Không viết cho xong. Nhưng mà không biết là viết xong rồi có nhớ hay không.
đó, cái trường hợp của bé nhà chị là nó về cái phần đó là nó bé nó rất là nó thật là rất là lười. Vâng. Mỗi lần chị học là rất là lười. Thế thì chị giúp em như này nhá. Thì cứ mỗi một lần đấy mà con chép xong như thế thì chị cũng sẽ chụp lại, chị gửi trên nhóm Zalo cho em này. Xong rồi là chị trước khi mà con vào buổi học ấy, hoặc là cứ kiểu nó ví dụ kiểu hôm nay không học nhưng mà tối rảnh ấy, thì chị lại lấy vở của con ra, xong rồi bây giờ mẹ con cùng học từ mới. Bây giờ thì con đọc con một lượt trước đi, xong rồi là mẹ kiểm tra lại con, xong từ nào con chưa biết con lại học tiếp, xong rồi là mình cứ trao đổi với con như vậy, mình kiểm tra dần cho con giúp em nhé. Thì okay. Như thế thì nó dễ hơn, chứ còn bây giờ mà cứ để cho bạn ấy tự giác thì nói chung là mấy bạn nhỏ này cũng khó, mà thậm chí mấy bạn lớp 8, lớp 9 rồi nó cũng chưa tự giác được ý chị. Thấy là cái việc phương pháp mà cho bé viết sau 5 dòng nó xong là chị thấy đôi khi cô Nhi kiểm lại bé nó cũng vẫn không thuộc từ. Vâng, tại vì là không có là ai kiểm tra vậy. Thì mình cô ấy. Đấy. Nhiều lúc á bận á, mẹ bận cái là viết xong mẹ kiểm tra viết xong rồi mẹ chụp hình gửi cho cô Nhi gửi lên group vậy đó, rồi đôi lúc thật sự là mẹ cũng chưa có sự thật sự là quan tâm về cái vấn đề cho bé học, là nhiều lúc cũng ít có kiểm tra bài, nghĩa là khi bé nó viết xong rồi là nó đã học xong rồi đó, nghĩa là đôi khi mẹ không có ôn lại bài cũ cho bé đó, đó là lỗi của mẹ, thật sự là lỗi của mẹ. Vâng, mẹ chưa có quan tâm lắm về cái việc đó. Vâng. Nhưng mà nên chị, là chị cứ trao đổi với con như thế giúp em nhé, thì nó sẽ tức là nó sẽ nâng cao được cái sự tự giác hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ đã kiểm tra rồi ý, thì chắc chắn là nó phải sợ, nó sợ chắc chắn nó phải học vì nó không thuộc thì là mẹ sẽ lại mắng nó. Đấy, nó sẽ có cái tâm lý đấy, chắc chắn là nó sẽ phải học. Thì như thế thì nó mới hiệu quả được. Mặc dù thì nó có hơi gọi là như kiểu người ta gọi là hơi tàn bạo một chút, nhưng mà đấy là cách duy nhất với những cái bạn hơi bướng một chút như này. Chị cũng đang không biết làm sao để cho bé nó nhớ từ á, với lại đôi khi chạy á, thì hướng dẫn cho bé, nó chỉ cho bé cách nó trả lời chọn câu giúp chị. Tại vì đây đấy thì em cũng sẽ lúc thấy hỏi thấy bé nó trả lời có một từ duy nhất là nó không có nói được câu. Vâng. Là nó thành cái thói quen. Vâng, thì cái đấy thì dần em sẽ em, tức là các buổi học ấy thì em sẽ hướng dẫn dần các buổi cho con thì nó sẽ dễ hơn. Nói chung là mấy bạn nhỏ này thì cứ từ từ thì nó mưa dầm thấm lâu chị ạ. Mẹ nói thật là mẹ rất thích học tiếng Anh, nhưng mà mẹ học không vô được. Hồi nhỏ nơi lớn rồi rất là học thích học tiếng Anh, đến lớp đến năm cấp 3 là coi như là nhồi nhét không nổi nữa, là coi như mẹ buông luôn. Đến bây giờ là mẹ rất là yếu về cái phần tiếng Anh đó. Vâng, tại vì biết cơ bản sơ thôi. Mình cũng chưa có cái phương pháp nó phù hợp với mình thôi chị ạ. Uh-huh. Chứ còn là thật sự ra thì là nói chung em cũng từ nhỏ cũng rất là thích tiếng Anh, nhưng mà vì cái phương pháp ở trên lớp của các cô nó không phù hợp với mình ý, cho nên là điểm tiếng Anh của em nó cũng không hề cao. Cho đến năm lớp cấp 3 ấy, thì điểm bắt đầu nó mới có cái sự cải thiện, tại vì là các cái phương pháp dạy nó khác ấy. Xong mình đi học thêm ở ngoài các cô có phương pháp dạy khác nữa, thì thành ra là mình mới tiếp thu được. Chứ còn thực chất bản chất ra thì lúc đầu thì em cũng hướng như chị ấy, chỉ mức gọi là mức khá thôi, chứ cũng không biết nhiều. Thì bây giờ những cái câu đơn giản hoặc là những cái gì á là mẹ có thể hướng dẫn cho bé được, như gần những cái từ mà nó không có thông dụng á, coi như mẹ không biết mà cái từ một số là ấy. Học thuật, cái từ học thuật một chút thì nó cũng hơi khó. Đôi lúc mẹ chỉ hướng dẫn đọc mà nó kêu là mẹ đọc sai, chỉ chưa có đúng. Mẹ đọc không có đúng với cô đọc đó, là bắt đầu mẹ phải mở lên trên cái ấy app á, rồi đọc hướng dẫn đọc rồi cho bé nó nghe. Chứ nhiều lúc mẹ thì mẹ cũng thật sự là mẹ nói cũng không có phát âm, cũng không có đúng chỉ cho bé nữa. Vâng, nói chung là cái đấy thì mình cũng cải thiện được chị ạ. Tức mình vừa làm mình dạy cho con ấy, nhưng em bảo chị mình trao đổi với con như thế thì mình cũng chắc lại cải thiện lại cái của mình thôi. Mình biết mình sai chỗ đấy thì mình sẽ khắc phục dần, cũng giống như bọn em đầu tiên thì nhỏ bọn lại em cũng phát âm nó cũng không được hay lắm, cũng không được chuẩn lắm, nhưng mà mình va vấp nhiều ấy, cho nên là mình có người sửa cho mình nữa thì là nó cũng dễ hơn ấy. Vâng, thì cũng trong nhờ thầy là trong những cái buổi học còn lại sắp tới nữa thì cũng nhờ thầy là sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho bé giúp mẹ. Dạ, đấy, đấy thì em trao đổi với mình như vậy thì thứ năm tuần này thì là vào ngày thứ năm thì là vào ngày mùng 2 tháng 9 thì là mình sẽ nghỉ chị nhé. Ở trên trung tâm thì có lịch nhưng mà chắc là các cô chưa nhắn đến mình, thì các cô sẽ nhắn tin trong nhóm cho mình về thông báo về cái thời gian mình nghỉ lễ chị nhé. Thì là mình có một buổi là vào buổi thứ năm, thì là thứ năm này thì mình cho con nghỉ với em nhé, thì là vào ngày nghỉ lễ thì cho con nghỉ con
đi chơi giúp em nhé. Dịch gì không đi được thầy ơi. Vâng, thế thì nhưng mà thôi thì mình cũng sẽ cho con nghỉ, chả không đi bảo là vâng. Ngày lễ mẹ cũng bắt con đi học, nó cũng vất vả ra. Thật sự là nghỉ dịch gì là biết hết ngày nghỉ, hết biết ngày lễ là gì luôn rồi. Vâng, nói chung vâng, là rồi. em nghỉ lễ 30 tháng 4 em chỉ tính được nghỉ 3 ngày mà em nghỉ giờ là 4 tháng. Vâng, cả chị vậy, tại vì chị cũng là giáo viên nghỉ hè coi như là từ hồi nay là nghỉ hè coi như gần nửa năm rồi đó. Thế là chị dạy chị là giáo viên dạy cấp 1 ạ? Vâng, chị giáo viên dạy lớp 1. Hồi nãy chị mới vừa họp với lại bên lớp. Vâng, thế thì nên là chị dạy lớp 1 thì không chia môn chị nhỉ? Lớp 1 thì chuyên rất nhiều môn. Vâng. Nhưng mà kiểu gọi là không chuyên vào một môn ý. Đúng rồi. Vâng. Nó thế thì là hết. Thế là chị là còn quá là giỏi đấy, tại vì là dạy em ấy dạy đủ hết tất cả luôn, từ toán rồi thì tiếng Việt rồi thì chính tả rồi thì mấy môn đạo khoa đức, học tự nhiên nữa, xã hội rồi. Vâng. Đó. Chung là cũng hiểu được cái tâm lý của các thầy cô khi mà dạy với những cái học trò nó nghịch ngợm, nó không nghe lời. Đôi khi dạy trực tuyến nó lại càng khó hơn so với lại dạy trực tiếp. Nên cũng rất là thông cảm với các thầy cô. Vâng. Nói chung là nếu như mà có người mà cùng làm giáo viên thì bọn em thấy nhàn, rất là nhàn. Thật sự là nói thẳng ra rất là nhàn và rất là yên tâm, thoải mái về cái tâm lý. Tại vì là phụ huynh cũng hiểu được các thầy cô là cũng phải áp lực như thế nào ấy. Mà đây là các thầy cô là còn áp lực thì cũng không bằng các phụ huynh đâu. Tại vì các phụ huynh là còn ở trên lớp còn nhiều học sinh hơn cơ. Nhưng mà các thầy cô ở đấy thì lại có một cái phụ huynh lại có một cái ưu điểm hơn là được tiếp xúc trực tiếp với học sinh, gần gũi với học sinh hơn là so với các thầy cô ở trên này tiếp xúc trực tuyến. Vâng. Thì vâng, rồi cảm ơn thầy. Vâng. Vậy thì có gì thì chị cứ trao đổi lại với em ở trên nhóm Zalo nhé, thì em sẽ gửi bài tập cho con ở trên đấy nữa. Vâng. Thấy cô Nhi là có làm một cái Google Doc. Vâng. Để trao đổi về cái thông tin buổi học của bé trên đó, với lại cái đợt cô Nhi có gửi bài tập làm cho bé thêm bài tập á, để ấy thì không biết thầy có cho bé bài tập làm thêm để mẹ có thể rèn thêm cho bé ở nhà. Vâng, ngoài cái việc viết từ ra thì có cái phần bài tập nữa. Dạ vâng. Tức là cái lượng bài tập hiện tại nhé, thì như em hiện tại thì em cũng không hay cho các bạn ấy quá nhiều bài tập đâu. Tức là em sẽ tùy thuộc vào cái lượng kiến thức mà các bạn ấy học, cái lộ trình của bạn ở trên này các bạn học được đến bài nào ấy. Nếu như mà cái phần đấy mà nó có cần phải có bài tập bổ trợ thì em sẽ gửi chị nhé. Em sẽ gửi trên nhóm Zalo luôn. Tức là toàn bộ em sẽ có trên nhóm Zalo luôn, thì là để cho cả các cô quản lý giáo viên ở trên đấy các cô biết được nữa. Thì như thế thì nó sẽ dễ hơn là mình cho vào trong cái Google Form kia. Tại vì cho vào đấy thì nó tiện là không sẽ... cô gửi mail riêng cho chị. Vâng. Đợt bài tập sau này thì mới có là cô gửi mail riêng cho chị. Vâng, còn hiện tại thì em sẽ gửi hết vào trên nhóm Zalo chị nhé. Thì chị cứ để ý nhóm Zalo cho em. Và khi nào mà gửi thì em cũng sẽ tag tên chị vào để cho chị nhìn thấy. Vâng. Học đấy cho nó dễ. Dạ vâng. Tại vì bé này nó... Chị cũng muốn cho bài tập giống như sau khi một cái bài học của em, sau khi một cái unit học xong á, là chị cũng muốn có một cái bài tập để cho chị ôm lại cho bé. Dạ, nghĩa là chị cho bé nó làm. Ngoài cái việc viết từ. Trước khi con học cái này thì cô Nhi bảo là con học starter rồi ý. Thì là những cái với những cái giáo trình quốc tế đấy thì là đều có bài tập hết chị ạ. Nhưng mà nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào cái bài con học đến đâu, chứ cũng không thể nào mà cứ học buổi hôm nay là sẽ gửi luôn được. Tại vì là khi cái bài đấy con chưa học đến những kiến thức đấy thì mình bắt con làm thì nó cũng rất là khó. Vâng thầy. Thì có những buổi mà không có bài tập ấy thì chị cũng hiểu thông cảm với em nhé. Thì nó phụ thuộc vào tiến độ của con. Vâng. Thì bé này chị cũng đang rầu lắm em ạ. Dạ vâng. Về cái việc học của bé chị rất là rầu. Vâng, nói chung là cũng hy vọng là một vài buổi tới thì cứ ngoan như thế này thì chắc là cũng sẽ đơn giản thôi chị ạ. Vâng, cũng mong là như vậy. Dạ vâng. Đấy thì có gì chị cứ trao đổi lại với em ở trên nhóm Zalo chị nhé. Thì là em vâng, sẽ trao đổi trên đấy với mình. Có gì chị cứ liên lạc lại cho em, hoặc nếu như mà em nhắn tin Zalo, nhắn link Zalo cho em mà em chưa dép được ý. Mà có thể là nó vào cuối tuần thì em sẽ nghỉ. Cuối tuần là em sẽ nghỉ, tức là cả một ngày chủ nhật luôn ý. Thì là em sẽ nghỉ, thì là có thể ngày trong ngày chủ nhật thì em chưa dép được tin nhắn.
thì sang ngày thứ hai thì em sẽ trả lời lại cho chị. Còn nếu như mà trong trường hợp mà 1-2 ngày mà không có không thể đấy thì chị cứ liên hệ lại với lại các cô, cả các cô ở bên trung tâm để các cô hỗ trợ nữa chị nhé. Vâng thầy. Dạ vâng. Vậy thì là mình cũng trao đổi như vậy, thì có gì chị trao đổi lại giúp em nhé. Để em cảm ơn chị nhé. Vâng. Rồi, vâng chào thầy. Rồi, chào chị ạ.